Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có xây dựng được nhà nước pháp quyền hay không. Trong bài viết có tựa đề Thượng tôn pháp luật hay chính trị là thống soái, tác giả là luật sư Ngô Ngọc Trai kết luận như sau: Việt Nam đang trên lộ trình xây dựng nhà nước pháp quyền và xã hội thượng tôn pháp luật, thay vì như Trung Quốc coi chính trị là thống soái. Quan điểm của luật sư Ngô Ngọc Trai được tác giả Nguyễn Hoàng Trường phản biện lại như sau. Không rõ mô hình hệ thống mà luật sư Ngô Ngọc Trai đề cập trên là hệ thống gì, chính trị hay pháp luật, quản trị hay thể chế. Ở đây chỉ nêu bật một lỗ hổng chết người của hệ thống hiện nay là chúng ta không hề có cơ sở nền để xây dựng một nhà nước pháp quyền. Đây là hình ảnh tranh cổ động ngành công an treo giữa thủ đô Hà Nội với câu "Công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình". Xã hội thượng tôn pháp luật lại càng không. Ở Việt Nam, đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội, vậy lấy đâu ra quyền khi việc bầu tổng bí thư tại đại hội 13 cùng lúc vừa vi phạm điều lệ của đảng, vừa vi phạm quy định trường hợp đặc biệt. Theo đánh giá của luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Việt Nam, căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên, ông luật sư Thuận đã chính thức kiến nghị với Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam phải có một văn bản chính thức trả lời công khai rằng tại sao lại tự cơ cấu rồi tùy tiện thông qua nhân sự cấp cao như thế. Mặt khác, về phát biểu của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nói với truyền thông về việc xử lý chiếc vali có nhiều triệu đô la, phó chủ nhiệm Trần Quốc Thuận đã cương quyết phê phán cách xử lý trái luật của những người có trách nhiệm. Không thể có chuyện xách cả đống tiền đến hối lộ Ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam mà lại chỉ đạo cho đem gói lại mang về như thế. Rõ ràng đấy là một hành vi trái pháp luật vì đã không tố giác tội phạm nhìn từ góc độ pháp luật. Tương tự, kiểu gì mà Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình thường ngang nhiên phủ nhận trước Quốc hội rằng ở Việt Nam không hề có án oan, lại giành được một vị trí trong bộ chính trị để nay mai chuẩn bị ngồi vào cái ghế trưởng ban nội chính trung ương như vậy. Nhà báo Kha Lương Ngãi, nguyên phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng luật của Đảng đã bị chính người đứng đầu của Đảng là ông Nguyễn Phú Trọng vi phạm một cách tùy tiện. Cho nên sắp tới đây, các phán quyết bất minh, bất chính của Hồ Duy Hải và dân làng Đồng Tâm chắc chắn sẽ là y án và được đưa ra thực thi. Còn ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Hòa Bình vẫn nghiêm nhiên ngồi trên danh vọng và bất chấp luật lệ. Vai trò thế thiên hành đạo của ông Nguyễn Phú Trọng đã được công khai tố cáo rất cụ thể trong tác phẩm của nhà báo Phạm Thành trước đây. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc tại Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò của ứng cử viên Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vậy. Ông Phạm Minh Chính đã tập sự ở cấp tỉnh với 3 dự án về luật đặc khu phục vụ cho quyền lợi của Trung Quốc. Các luật đặc khu ấy đã từng dấy lên phong trào rất lớn phản đối trên khắp cả nước. Nếu có nhà nước pháp quyền ở Việt Nam thì chắc chắn những người như ông Trọng hay ông Chính sẽ bị loại ngay từ đầu. Sau đại hội có đánh giá cho rằng sự chuyển giao các chốt quyền lực từ khóa 12 sang khóa 13, trong đó có tứ trụ, tiếp tục căng thẳng đến phút chót. Phương án nhân sự cao cấp và các trường hợp đặc biệt, trong đó có vị trí Tổng Bí thư, chỉ đạt được đồng thuận tại đại hội Hội nghị Trung ương lần thứ 15 ngay trước thềm đại hội 13 ít ngày. Sau khi đại hội kết thúc, cuộc đấu tranh giành ghế vẫn còn tiếp tục. Bắt đầu từ việc tân ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh không giành nổi cái ghế ngoại trưởng của ông Phạm Bình Minh. Rồi đến ông Tô Lâm cũng không muốn rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an để nhường cho ông Phan Đình Trạc như dự kiến ban đầu. Nhưng táo tợn nhất có lẽ là phán đoán dâm gian mấy ngày nay trên các trang mạng xã hội giữa ba ông tứ trụ gồm Chính, Phúc, Huệ có thể có sự giao tranh mới. Ông Phúc hoặc ông Huệ có thể sẽ hất ông Chính xuống ghế Quốc hội để một trong hai ông chiếm ghế Thủ tướng. Sau khi Bộ Chính trị có vẻ như đồng ý với phương án ông Tô Lâm ngồi lại ghế Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tuấn Anh bị đẩy sang trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thì bất ngờ ông Phúc cũng bày tỏ ý định không muốn rời ghế Thủ tướng đang giữ. Từ Bắc Kinh lần này chẳng có đoàn đại biểu cấp cao nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam như các đại hội trước đây, nhưng mọi chuyện dường như đang diễn ra theo một kịch bản có sẵn. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, được dự báo sẽ nắm chức Thủ tướng Chính phủ. Giữ ông Nguyễn Phú Trọng lại, gạt ông Phạm Bình Minh ra khỏi Bộ Ngoại giao, đẩy ông Phạm Minh Chính lên làm Thủ tướng là những phương án được hoạch định từ đầu.
Xem thế đã thấy Trung Quốc dường như là bên thắng cuộc tại đại hội lần thứ 13 vừa qua, cũng là kẻ đứng sau cuộc chuyển động tại đại hội. Bởi lẽ Bắc Kinh nắm rất chắc hai vấn đề cốt tử của Hà Nội, đó là kinh tế và an ninh. Các biến động toàn cầu do đại dịch COVID-19 và sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc rất có thể làm đứt gãy mọi kế hoạch của Việt Nam. Nền kinh tế của Việt Nam đang phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc. Sự phụ thuộc ngày càng lớn sẽ dẫn đến những thỏa hiệp về chủ quyền biển đảo, đặc biệt là về vấn đề khai thác chung trong các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chẳng thế mà, ngay sau khi Nguyễn Phú Trọng phá điều lệ đảng để ở lại tiếp nhiệm kỳ 3, thì ông Tập Cánh Bình vội vàng chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng. Tóm lại, xu hướng Nga theo Trung Quốc là chi phối và không hề có chuyện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thượng tôn pháp luật ở Việt Nam, như luật sư Ngô Ngọc Trai đã nhận định. Tác giả Nguyễn Hoàng cũng đưa ra kết luận như thế. Từ Sài Gòn, luật sư Đặng Đình Mạnh nói tiếp như sau. Do Đảng Cộng sản là chính đảng duy nhất nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện đối với đất nước, cho nên công chúng đặt sự chú ý nhiều đến điều lệ của đảng, bao gồm các quy tắc cứng, không được phép vi phạm. Điều 17 tại điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định một người không được làm giữ chức tổng bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Trong thực tế thì ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được đại hội bầu giữ chức vụ tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3 trong hoàn cảnh không hề có sửa đổi điều lệ của đảng là điều khá lạ lùng và không nên khuyến khích. Vì lẽ một điều của điều lệ đảng là có tính cưỡng hành đã bị vô hiệu hóa thì liệu những điều khác còn lại có thể còn được đảm bảo thực thi hay không là câu hỏi rất lớn. Rõ ràng điều này sẽ hạ thấp vị thế của điều lệ đảng trong đảng viên và cả trong nhân dân, đồng thời tạo ra những tiền lệ không mong muốn về sau. Đây là hình ảnh các thành viên đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu trong phiên họp chủ bị vào ngày 25 tháng 1. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu từ Hà Nội đã bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân rằng cái quy định giới hạn nhiệm kỳ nhằm mục đích hạn chế tham nhũng quyền lực, một người nắm quyền 10 năm là quá đủ. Ông nói tiếp, hai nhiệm kỳ 10 năm là quá đủ thời gian để thi thố tài năng, vắt kiệt sức sáng tạo và sinh lực để cống hiến, sau hai nhiệm kỳ chỉ còn lại lối mòn và chỉ trệ. Đất nước 100 triệu dân trùng điệp những người tài mà không cần ngoại lệ. Ngay trong toàn đảng với hơn 5 triệu 100 ngàn đảng viên cũng có nhiều người tài mà không cần đến ngoại lệ. Và ngay chính những trường hợp ngoại lệ cũng có thể không cần đến ngoại lệ, miễn là tranh cử tự do. Không ai là ngoại lệ, bậc cái thế càng không cần ngoại lệ. Quy luật của vũ trụ là không có ngoại lệ. Điều mong đợi là sự sáng suốt và sự dũng cảm của các đại biểu đại hội lần thứ 13. Cờ đến tay ai thì người đấy mất. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, giải pháp buộc sự thay đổi điều lệ đảng để được ở lại cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng là một người có trình độ kém cỏi, thất bại trong giải pháp bố trí nhân sự. Việc nếu phải thay đổi, sửa đổi điều lệ đảng để ông ấy ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa, theo tôi, đó là một giải pháp kém. Cách làm của ông ấy là chỉ muốn dùng quyền để bố trí người này, người nọ, chứ không dùng phương pháp để tranh cử, chọn người tài. Vì thế, ông Trọng chỉ lấy hoay tìm những người xung quanh ông ấy như là Trần Quốc Vượng hoặc Phạm Minh Chính, người mà ông Trọng thích thì Trung ương lại không vừa lòng. Như thế thì không được, nên buộc ông Nguyễn Phú Trọng lại phải dở một thủ đoạn hèn kém là sẽ ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Mà muốn ở lại thì phải thay đổi điều lệ đảng. Tôi cho là quá dở, một người có trình độ thông minh, một người tử tế tôn trọng lẽ phải thì không nên làm như thế. Đây là hình ảnh sau lần đột quỵ đầu tiên tại Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường xuất hiện với hình ảnh đi không vững phải có người đỡ. Luật sư Đặng Đình Mạnh nói tiếp như sau, hiện tại Việt Nam vẫn là một quốc gia kém phát triển, cuộc sống người dân vẫn rất khó khăn, kể cả vật chất lẫn tinh thần, bao gồm thực thi các quyền tự do của công dân theo hiến pháp. Do đó, tôi vẫn rất có kỳ vọng có sự thay đổi lớn về quan điểm chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì lẽ, với vai trò lãnh đạo toàn diện thì họ đang nắm giữ vận mệnh của đất nước này. Ông nói tiếp, sự thay đổi theo hướng hòa hợp, hòa giải dân tộc, chấp nhận sự khác biệt quan điểm chính trị, vận dụng các giá trị vốn thành quả của loài người về quản lý, điều hành đất nước, để có thể tập hợp, thống nhất mọi nguồn lực của người dân vào công cuộc chấn hương và đối phó với các thách thức về chủ quyền đất nước. Nhưng qua kỳ đại hội lần thứ 13 vừa bế mạc, tôi biết rằng sự kỳ vọng của mình còn phải chờ đợi. David Roth,
một học giả Mỹ có kiến thức sâu rộng về vấn đề Việt Nam, tóm lược lại kết quả của Đại hội 13 bằng một câu nói: người tốt nhất đã không thắng. Thứ nhất, vì không thể thuyết phục được Ủy ban Trung ương chấp nhận người kế nhiệm của mình chọn, nên ông Nguyễn Phú Trọng đã phải phá bỏ các tiêu chuẩn về sức khỏe và tuổi tác để tiếp tục ở lại lãnh đạo Đảng. Dường như ông Trọng cho rằng không ai có thể thay thế được ông đưa Đảng Cộng sản Việt Nam trở lại cội nguồn của chủ nghĩa Mác Lênin. Đặt ra câu hỏi là liệu học thuyết Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có cung cấp khuôn khổ phù hợp với một quốc gia đã trải qua 3 thập niên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hay không? Và đội ngũ lãnh đạo của Đảng thì ngày một già đi. Tuổi trung bình của 18 ủy viên Bộ Chính trị được bầu trong Đại hội 13 tới 61 tuổi. Việc ông Nguyễn Phú Trọng hai lần trở thành trường hợp đặc biệt khi quá tuổi sẽ thật là tiền lệ rất xấu cho đại hội lần thứ 13 và cả những đại hội sau này. Tiếp theo đó là vấn đề về sức khỏe. Ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ vào tháng 4 năm 2019. Kể từ đó ông đi đứng loạng choạng thấy rất rõ. Mặc dù ông cố gắng phát biểu lâu tại đại hội ngày bế mạc. Một cú đột quỵ khác có thể kích hoạt một cuộc ẩu đả tự do giữa cấp phe nhóm trong đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021 với bản tin Việt Nam có xây dựng được nhà nước pháp quyền hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.